Hai Long xin chào tất cả các bạn nhé. Và sau một quá trình cũng như là di chuyển từ nhà trở về đấy thì Long đã được khám phá một món ăn của đồng bào văn hóa của dân tộc Thái thuộc bản Lâm Khê. Đó là một món ăn, các bạn nhìn đây là biết món gì không ạ? Mình sẽ review cho tất cả các bạn cùng biết quy trình sản xuất cũng như là đóng gói của cái món này. Đó là món mọc của đồng bào dân tộc Thái ở khu vực đấy này đấy các bạn. Đây là một trong những món ăn truyền thống và đặc sắc nhất mà từ trước đến nay Long đi khắp các bản nào cũng có. Các món mọc này được làm từ chuối cũng như là một số gia vị như thịt hay gạo đấm. Phía bên này là các chị đang còn đóng gói bằng lá chuối. Cứ mùi gói như thế này là một bát. Đây các hai chị đang ngon người đứng chơi để đóng đấy. Cứ một bát đấy là sẽ làm thành được một gói, một đùm mọc. Còn đùm mọc sẽ được sau khi đóng gói là sẽ được ra như thế này. Chào mọi người đẹp. Đây là những đùm mọc mà đã được các chị gọi đây các bạn. Sau khi đóng gói là sẽ ra như những đùm mọc như thế này. Cứ một đùm như thế này là sẽ dọn bay đến một mâm cổ đấy. Đây là một trong những cái món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Cứ mỗi công việc lớn là sẽ có những cái món ăn như thế này để các bạn. Và lối bên này là các chị cũng đang gọi. Phía bên này các chị cũng đang gọi. Số lượng người bên này là đến gian bên này của các chị. Chị bên này có thể là làm việc tiến độ rất nhanh. Nhìn điêu luyện hay. Quen, thật quen chân lòng. Gì là việc được hay làm không? Và như vậy là cứ mỗi gói như thế là một bát gia vị cũng như là cái nhân ở trong. Và bây giờ là số lượng lá sẽ được tiếp tế. Còn phía bên này là đừng còn nguyên một cái chậu đừng còn nhiều luôn các bạn ạ. Cái chuối này là mình thải sắt ra xong rồi lúc đó là mình băm mà hay là sao chứ? Thải nhỏ nó ra mình băm đến sau mình hồng thì thời gian hồng bao nhiêu là được chị? Cái đấy à? Vậy thì là mình nhán lường đều thì gần 2 tiếng lắm. 2 tiếng hả? Cho hành nục hình như khá lâu thế à? Mình nó hành thì lên nục nó là khá à. Đây các bạn biết cái những cái công đoạn là nó rất cầu kỳ các bạn ạ. Cái chuối này là đi vào khe, tức là vào những cái rừng sâu mới có ấy các bạn, gọi là chuối hồn rừng đấy chứ không phải là chuối vườn chuối nhà. Sau khi lấy chuối về thì là sẽ được bóc vỏ, những cái vỏ cứng vỏ da ngoài là mình bóc bứt chứ nhỉ. Lại chắc cái nón đóng. Đây bên cạnh cái gạo trắng trắng đây các bạn có thấy không? Cái gạo này là sẽ được đấm chứ không được cháy đúng không? Là nó mới ngon, mới đúng cái vị của. Thì muốn làm đặc biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như vậy là khách cắt tóc đã gọi dục mua mình các bạn ấy. Mình đi như quay cho các đám cưới thì bên cạnh đó nữa là mình nên có nghề đó là làm tóc nam nữ. Khi mình đi như thế này thì số lượng khách quen đã gọi cho mình và dục mình của mình về rồi, nhưng mình cũng ráng ở lại để quay cho các bạn xem được cái quy trình đóng gói cái món mọc của đồng bào dân tộc Thái nữa. Đấy, và như vậy là phía mấy chị bên này là đã gần hết một chậu mọc rồi các bạn. Hình như có hai chậu này à chị? Đây là công thủy của các anh chị đang chuẩn bị một chương trình, nói là tối hôm nay lại xấu ca nhạc cũng như là vui văn hóa văn nghệ chúc phúc cho các bạn trẻ. Đó, mình sẽ đi ra phía ngoài này cho các bạn nhìn thấy, đó là một trong những ngôi nhà sàn đấy có nét đặc biệt hơn các đồng bào khác, đó là có những ngôi nhà sàn bằng cột bê tông ha các bạn. Mình lần đầu tiên mình lấy nên mình nghĩ sao mà các có những ngôi nhà như thế này, thì hóa ra là ngày xưa là các cụ là làm nhà sàn bằng gỗ, mà hiện tại bây giờ là số lượng gỗ là khan hiếm nên là đã được bà con là chuyển đổi sang đó là làm cột bê tông với giá thành nó rẻ hơn và kiên cố hơn. Đây là ngôi nhà sàn bằng gỗ còn bằng bê tông, còn của gia đình đặt cưới là có ngôi nhà sàn bằng gỗ đấy các bạn. Đấy là một thanh niên mầm, thanh niên trai chưa vợ. Bạn nào mà muốn lấy chồng thì liên lạc cho anh. Mà muốn liên lạc cho anh thì phải qua Long nha. Điểm chèn rìu đấy, cái đó là Long mới giới thiệu cho. Đúng không Mr. Choi? Hả? Còn bây giờ là Long sẽ di chuyển vào lửa phía trong quay không khí của ba con chuẩn bị một cái này. À quên, xin lỗi các bạn, chuẩn bị một cái đám cưới như thế nào. Cái không khí đám cưới ở đây rất là vui các bạn ạ. Theo như mình nói là ba con ở đây rất là nhiệt tình. Sống đây à? Như vậy là một trong những các món này là món canh cháo phi ở hai em hay cái món cháo phi ở đã ăn thành, và bà con đang vẫn nhộn nhịp hối hả để trong công việc của mình mỗi người mỗi tay để cho công tác chuẩn bị tối hôm nay. Ngày mai là ngày đám cưới chính của cô dâu và chú rể. Lắng sẽ review toàn cảnh đám cưới cho tất cả các bạn biết về phong tục văn hóa đám cưới của đồng bào ở nơi đấy luôn cho các bạn ha. Với bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký cũng như là ủng hộ cho Lắng, và bên cạnh đó nữa ấn nút chuông trên khung để đón xem những video mới về bản sắc văn hóa cuộc sống của đồng bào dân tộc Thái nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và bây giờ là Lòng xin kẹp video tại đấy để Lòng về làm việc của mình đấy. Vậy thì khách gọi thì đến Lòng tụi này xin dừng video tại đây nha các bạn. Và đây là cái này là để máy lâm lễ đấy rồi. Này là ở đây có một cái nét rất đặc biệt đối với so với các đồng bào khác, đó là có những cái đuôi và đuôi cùng như cái thủ lớn ở đây cũng thấy này. Đuôi này là của thông gia bên trên gửi xuống cho ông làm. Tức là thông gia bên ngoài gửi về cho ông làm hả? Còn cái này là để ngày mai đưa cho ông làm. Mai làm thủ tục là làm xong là mình gửi về cho ông làm. Thế là thịt cháu bên này là tủ thịt cháu. Như vậy là có hai tủ thịt rồi. Một tủ thịt lớn và một tủ thịt cháu. Đó là một đống những cái khó dự trữ lương thực phẩm đảm bảo nhất, bởi vì thời tiết ở đây rất nắng nóng các bạn.
mình nhắc lại với các bạn đó là một vấn đề anh vừa bảo đó là có cái món đuối lợn gửi về cho ông làm đấy gọi là ống bụi bao mũi của mình. Trong cái phong tục của đồng bào Thái đó là bất kỳ một đám cưới nào cũng có ống bụi bao mũi. Ống bụi bao mũi giữ vai trò rất quan trọng trong cái việc đám cưới của cô dâu và chú rể. Bởi vậy sau khi công việc kết thúc thì là sẽ có những cái mà lễ dành cho ống bụi bao mũi. Còn bây giờ Long xin dừng video tại đây nhé. Long xin kết video tại đây để về công việc của mình đấy. Đấy, như vậy là phía trước Long là các chị đã gọi mọc xong đây. Chương trình mọc đã hoàn thiện. Như vậy là những rổ mọc đã được hoàn thiện. Các chị gọi rất nhanh nhé. Một chốc lát đã xong. Còn phía bên kia nữa là các chị đang còn hoàn thiện là xong luôn. Rồi bây giờ Long xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn.